Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tý năm 2022, nữ mạng 1996, tuổi âm lịch 27 tuổi, sao Thủy Diệu chiếu mệnh, mạng Thủy gặp mệnh Kim tương sinh. Thiên can tuổi Bính gặp nam nhân là tương xung không tốt. Thông tin gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng. Người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 2 năm 1996 đến ngày 6 tháng 2 năm 1997 dương lịch, thuộc tuổi Bính Tý, cầm tinh con chuột. Sự kết hợp giữa thiên can Bính với địa chi Tý có nghĩa là điền nội chi thử, chuột trong ruộng. Ngũ hành thủy, dạn hạ thủy, nước cuối nguồn, tương sinh kim, tương khắc thổ, cung mệnh nữ mạng cung khôn. Phụ nữ tuổi Bính Tý thân thiện, cởi mở nên có nhiều bạn bè thân thiết trong cuộc đời. Họ là người có khả năng thích nghi linh hoạt, có thể phát triển tài năng, giữ vững ý chí trong mọi hoàn cảnh. Năm Nhâm Dần 2022, người nữ Bính Tý sinh năm 1996 có thể tạo nên nhiều đột phá trong cuộc sống. Hãy tiếp tục theo dõi bài viết để đón xem đó là những dấu ấn đặc biệt nào. Xem tử vi nữ tuổi Bính Tý sinh năm 1992, năm 2022 tổng quan. Về năm 2022 trong lịch âm, năm 2022 tương ứng với năm Nhâm Dần hay còn gọi là năm con hổ. Theo thuyết âm dương ngũ hành, Nhâm Dần 2022 thuộc mệnh kim, bạch cạp kim, vàng pha bạc. Năm 2022 liệu có mang đến thành công, hạnh phúc cho nữ tuổi Bính Tý? Để tìm được câu trả lời cho vấn đề này, hãy xem xét nhiều yếu tố như can chi, ngũ hành, bản mệnh, hạn tuổi hay niên hạn. Ngũ hành nạp âm của Bính Tý và Nhâm Dần rất hợp nhau vì mệnh thủy tương sinh với mệnh kim. Sự xung khắc giữa thiên can Bính và Nhâm ảnh hưởng không tốt đến vận khí. Về tổng quan năm 2022, cuộc sống của bản mệnh vẫn êm ả, bình yên. Những thử thách xảy ra sẽ là cơ hội để hoàn thiện bản thân, chuẩn bị cho những đỉnh cao thành công hơn. Sao chiếu mệnh của nữ mạng tuổi Bính Tý sinh năm 1996 là Thủy Diệu, chủ đề về tài lộc hanh thông, công việc thuận lợi. Chỉ cần bản mệnh kiềm chế được cảm xúc tiêu cực thì có thể chuyển nguy thành an, hóa giải mọi xui xẻo. Luận giải tử vi số mệnh năm 2022, nữ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trên các phương diện. Để hiểu rõ hơn về cuộc sống của nữ tuổi Bính Tý trong năm 2022 trên các phương diện như sức khỏe, tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, hãy cùng chúng tôi đón xem các thông tin sau đây. 1. Công việc sự nghiệp. Năm 2022 là khoảng thời gian phụ nữ tuổi Bính Tý phải tiến bước chậm rãi trên con đường sự nghiệp thay vì phát triển nhanh chóng. Thời điểm bản mệnh cần củng cố nội lực để sự nghiệp thêm vững chắc. Những dự định đã ấp ủ bấy lâu vẫn có thể trở thành hiện thực nếu chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, sẵn sàng tinh thần đối mặt với mọi tình huống. Để công việc làm ăn diễn ra thuận lợi, nên xem ngày tốt trước khi khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng quan trọng. Phụ nữ tuổi Bính Tý là người sáng tạo trong công việc, luôn đưa ra những giải pháp độc đáo, hiệu quả. Thêm vào đó, nhờ có tài năng ứng biến tài tình nên có thể nhanh chóng thoát khỏi những tình thế khó khăn. 2. Tài chính. Nhờ có tài vận khởi sắc, tình hình tài chính của nữ tuổi Bính Tý trong năm 2022 rất khả quan. Càng chuyên tâm làm việc thì càng nhận được đền đáp xứng đáng về tiền tài. Bản mệnh có thể may mắn được thăng chức, tăng lương hoặc nắm bắt được các hợp đồng quan trọng. Phụ nữ tuổi Bính Tý không tiếc tiền mua sắm để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì mới có thể tích lũy của cải trong cuộc sống sau này. 3. Tình duyên gia đạo. Chuyện tình duyên của phụ nữ tuổi Bính Tý có nhiều tiến triển tốt đẹp trong năm 2022. Bản mệnh không còn chịu cảnh chăn đơn cố chiếc nữa mà sẽ có cơ hội gặp được chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình. Trong tình yêu, phụ nữ tuổi này là người tình lý tưởng, luôn biết cách san sẻ niềm vui buồn với đối phương. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn xảy ra tranh cãi nếu bản mệnh không biết kìm nén cái tôi của bản thân. Phụ nữ có gia đình được tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người bạn đời, trong nhà sẽ có thể đón nhận thêm thành viên mới trong năm nay. 4. Sức khỏe.
Năm 2022, người tuổi Bình Tý không phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng vẫn không nên chủ quan trong việc phòng ngừa bệnh tật. Để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, hãy nghỉ ngơi thường xuyên, dùng bữa đúng giờ. Tham gia các hoạt động thể thao thường xuyên không chỉ nâng cao thể chất mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sảng khoái hơn. Hãy dành thời gian thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng để làm tâm hồn luôn thanh thản, an yên. Xem sao hạn nữ tuổi Bình Tý sinh năm 1996 trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Bước sang năm Nhâm Dần, cuộc sống của nữ mạng tuổi Bình Tý chịu sự chi phối của sao Thủy Diệu. Trong hệ thống cửu diệu, đây là phúc lộc tinh chủ về sự tích lũy của cải, tiền bạc dồi dào, cuộc sống phú quý. Đi kèm theo với tài lộc, sao Thủy cũng mang đến đôi chút trục trặc trong các mối quan hệ. Đối với người mệnh thủy như tuổi Bình Tý, vận hạn này sẽ giảm đi rất nhiều. Nói chung bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn hơn là rắc rối từ phúc tinh này. 2. Hạn tuổi. Niên hạn sẽ thay đổi theo từng năm. Trong năm 2022 sẽ đến lượt hạn toán tận gây ảnh hưởng tới nữ mạng tuổi Bình Tý. Hạn này xấu đối với người nam nhiều hơn là nữ, nhưng bản mệnh cũng nên áp dụng một số phương pháp hóa giải để giảm bớt xui xẻo. Những năm gặp hạn toán tận, con người phải đề phòng những chuyện gây hao tài tốn của, luôn chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là khi xuất hành đi xa, để tránh bị thua lỗ trong công việc, phải tính toán cẩn thận, chi li trước khi bỏ thêm vốn để mở rộng quy mô làm ăn. 4. Tứ trụ. Thiên thuận, địa sinh, được quý nhân phù trợ trên con đường sự nghiệp, công việc kinh doanh phát lên nhanh chóng, bội thu tiền bạc. 4. Vận niên. Chưa bị hỏa, lợi bị thiêu. Trong gia đình có nhiều tin vui, có thể có chuyện hỉ hoặc đón nhận thêm thành viên mới. Khi hợp tác làm ăn với người khác, phải dành thời gian tìm hiểu kỹ càng. 5. Màu hợp tuổi. Màu sắc hợp mệnh sẽ giúp con người nâng cao vận khí, cải thiện phong thủy. Trong năm Nhâm Dần 2022, phụ nữ tuổi Bình Tý sẽ gặp nhiều may mắn khi sử dụng những màu sắc như xanh nước biển, vàng nhạt, trắng, xám hay đen. 6. Hướng xuất hành. Theo phong thủy bát trạch, nữ mạng tuổi Bình Tý sinh năm 1996 thuộc cung Khôn, Tây tứ mệnh. Để việc xuất hành suôn sẻ, thuận lợi nên chọn các hướng sau: Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc xiên niên, Tây thiên y, Tây Nam phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Đối với những sao có tính chất bán cán bán hung như Thủy Diệu, người xưa cũng phải cúng sao giải hạn vừa làm lễ cúng sao để tiêu trừ tai ương, đón rước cát lợi. Người nữ tuổi Bình Tý nên chọn ngày phù hợp để tiến hành hai nghi lễ này. Khi gặp được phúc tinh nên dồn hết sức làm việc để nắm bắt nhiều cơ hội quý giá. Các dự định đã ấp ủ bấy lâu có thể trở thành hiện thực nếu bạn mình thực sự quyết tâm. Khi được hưởng tài lộc dồi dào thì nên quyên góp tiền của giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn, chăm chỉ làm việc thiện. Trước là để tỏ lòng biết ơn với trời đất, thần thánh, sau là để tích thêm công đức cho bản thân và gia đình. 8. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2022, để ngăn chặn những vận xui rủi quấn thân, quý vị nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Bình Tý sinh năm 1996 được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Bình Tý sinh năm 1996 mệnh thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen, hành thủy là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng, hành kim bởi vì kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!